Song Hằng Nhiệt Độ Điện xin kính chào tất cả các bác. Bây giờ buổi tối ngày 3 tháng 10 năm 2020. Em về rất là nhiều các mặt hàng các bác nhé. Hàng bạt ngàn nhà luôn, máy lọc không khí, hút ẩm các kiểu. Về rất là nhiều hàng luôn. Về khoảng 30 con máy lọc không khí Panasonic em rút hết điện rồi, nó hơi trôi. Nguyên đi lông các bác chưa bóc ra này, rất là nhiều. Phục vụ các bác thao hồ luôn. À, mỗi năm là cứ các bác gọi alo để không có hàng, nhưng trên năm nay là phải gom tiền và để gom hàng phục vụ chuẩn bị các bác cho các bác để hàng bạt ngàn phục vụ các bác thoải mái luôn. À, quay lại em lên sóng cái con Hitachi CV1000 này, con này thì vip khỏi bàn rồi, 4 chức năng trong một, có hút ẩm, bù ẩm, khử mùi, lọc không khí. Đấy, diệt khuẩn. Một con máy siêu vip 4 chức năng, mua một các bác được tận 4 chức năng, không cần phải sắm riêng biệt giữa máy hút ẩm và máy lọc không khí. Đấy, còn bác nào thích chơi hàng riêng thì các bác riêng, còn con này nó là dòng kết hợp, rất là tiện, gọn nhẹ. Rất là nhiều các bác đặt. Đấy. Đây em lên sóng con này là con số 5 các bác nhé, để số 5. Một con máy đa năng 4 chức năng trong một. Bảng điều khiển trông như này thôi mà rất dễ sử dụng. Khi nào các bác nào lấy thì em sẽ dán các cái hướng dẫn đây cho các bác, rất dễ thôi, không có gì phức tạp cả. Ba khu vực này là khu vực hút ẩm, khu vực bù ẩm và khu vực lọc không khí. Đây là không khí tự động này, lọc không khí nhanh. Đây là bù ẩm và đây là làm gọi là trong dịch ra nó là gọi là làm mát họng, đây, duy trì ẩm chế độ cho đỡ bị khô họng. Còn đây là hút ẩm sấy quần áo, con này là hút ẩm tự động. Đây, khóa trẻ em, tắt bật nguồn. Những cái nút này là em cũng không để ý lắm. Đây, một vài cái chức năng cơ bản. Con này nó thuộc dòng phân khúc là cao cấp, rất là đắt tiền. Sản xuất mới ra thì nó vào khoảng gần 30 triệu các bạn ạ, không phải là dòng máy rẻ. Để sở hữu những chiếc máy này thì phải là người Nhật cũng còn phải khó khăn, chứ đừng nói đến người Việt Nam mình khi mua mới. Đây là báo độ ẩm này, máy đang bắt đầu đang dò độ ẩm. Đây. Con này khi sản xuất có điều khiển từ xa các bác nhé, nhưng mà về không có đâu ạ. Công nghệ AG cộng bạc này, nano titanium này. Con này sở hữu hai cái màng theo em đánh giá là tuyệt vời luôn. Một cái màng HEPA các bác nhé, rất là to, lọc rất tốt, màng còn rất là đẹp, rất là mới các bác ạ. Rất là mới nhá. Màng zin nguyên bản luôn đấy ạ. Và từ đó tiếp theo là con màng than. Màng than con này khử mùi tuyệt vời, rất là to. Này, màng than to đùng luôn. Khử mùi thì tuyệt vời ạ. Này. Công nghệ nói chung là con này thì không có gì để chê rồi. Chỉ mỗi tội là khi nó sản xuất ra thì nó hơi đắt tiền, cho nên nó cũng không phải ai cũng sở hữu được nó. Còn đến bây giờ thì nó khi nhập về Việt Nam mình bán theo hàng bãi thì cũng rất là rẻ. Cũng chỉ tương đương với những cái máy bình dân thôi. Này. Đầy đủ tất cả công nghệ cho các bác phục vụ cho gia đình. Hitachi, toàn thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản. Đây. CV1000 các bác nhé, nó có phải xuất mạng Hitachi EP CV1000. Đây. Con này thì em bán là 4.8 triệu, sử dụng điện 100V các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn, em ship hàng toàn quốc. Đây. Bên dưới này nó là bình chứa nước bù ẩm và hút ẩm, khi các bác tháo ra con nâng lên nếu rút ra thì máy sẽ tắt. Nó thiết kế hơi bị cầu kỳ luôn ạ. Xem nó vướng cái gì để tháo ra. Đây, trong này thiết kế rất là cầu kỳ luôn các bạn. Các bạn nào lấy con này các bác liên hệ nhé. Hiện tại em còn 3 con, giá 4.8 triệu. Xin chào tất cả các bạn.